那个cách秦của风ông肯chủ定quá没tuyệt有想vời.到会被自己的好兄弟背叛。老板，Haha,您这招太绝了！lần này tôi muốn xem Tần Phong sẽ sống秦风，sao.这Chúng次ta đi看đến你Trạng怎么Thu mua活。ngay bây咱giờ,们现bằng在mọi进行giá,那个收购lấy战，đi trước恭của Tần喜一切Phong,代价thu được tất cả充hàng分hóa đó兑vào现tay完chúng了期ta.货Lúc权này,收到我chủ手Trạng里。phế liệu đang kiểm tra此các刻thiết的bị Vinh điện gia Hinh dụng老板cũ.正Chỉ在đợi giám Vân sát ra Trạng từng giá mắc đây. bẫy, Chưa Tần từng Phong thấy thằng nhỏ Trạng này giao thật lão là mưu đại mẹo, chính phủ đưa giao ra cho một lô chuyên hàng nhân giả. lông lì Các ký thiết bị giả điện gia货, dụng này chỉ trông là vẫn nhân mới, liệu miên nhưng tất sản cả khan các bộ chỉ phận là quan chúng trọng nó bên sơ trong đã hở, bị lấy mất, thực tế chúng trong không những thể được người sửa trong hoặc nhân phải liệu sửa đây chữa nhiều thao mới có không thể là sử dụng được. đều Hiện là tại, trong máy phá các thiết chứa bị này người chỉ đã là chứa những giải vỏ nó trống. dùng đã. Hiện Chẳng tại biết thì ai là chỉ kẻ gia khốn nhân khổ. liệu chính Lấy những là thiết bị một điện cái này đảng máy về. đang sẽ chuyển những chiếc điện thoại này về. Chính lúc này, Vân gia tường cùng đàn em đến. Nhìn thấy kho thiết bị điện gia dụng đầy ắp, đôi mắt trở nên chăm chú. Không ngờ Tần Phong lại tin tưởng đến vậy. Ở đây còn giấu nhiều thiết bị điện gia dụng như vậy. Xin chào ông chủ, tôi là Vân gia tường, sửa thiết bị điện gia dụng cũ. Hình như con mồi đã nhảy vào bẫy. Tôi biết, hiện tại anh đang thu mua thiết bị điện cũ, giá cả rất cao, đúng không? Thực ra tôi cũng muốn hợp tác với anh, nhưng mãi đến giờ tôi mới thấy anh đến. Tôi không phải là đến để hợp tác với anh à? Lần này chúng ta hãy nói chuyện hợp tác một cách nghiêm túc. Ông chủ thở dài một cái, rồi nhìn Vân gia tường một cách nghiêm túc. Thật đáng tiếc là ông đến muộn rồi. Tôi đã hợp tác với anh Tần rồi. Thật là xin lỗi. Cái gì? Hai người đã hợp tác với nhau rồi à? Đúng vậy, anh Tần đã đến hôm qua. Vân gia tường mặt khinh thường. Với ông ta, không có vấn đề gì không giải quyết được bằng tiền. Anh hợp tác với Tần Phong cũng không ảnh hưởng đến việc chúng ta hợp tác. Thiết bị điện này của anh đều đẹp, tôi sẽ mua hết. Những thiết bị này chính là những thiết bị tôi đã hợp tác với Tần Phong. Anh ấy đã đặt trước. Tôi làm sao bán cho anh được? Vậy anh ấy đã đặt cọc chưa? Chưa đặt cọc đâu. Nhưng tôi quen anh Tần rồi, không cần cọc cũng được. Vân gia tường cười khẽ, rồi mặt khinh thường. Thế không được đâu, quen thì quen nhưng trong kinh doanh không có cọc không được đâu. Tôi sẽ mua hết lô hàng này, dù Tần Phong đưa ra giá cả nào, tôi vẫn sẽ đề xuất giá cao hơn. Chúng ta đều là doanh nhân, không thể không có tiền được đúng không? Cạnh tranh giá cả để chiếm lấy kinh doanh là phong cách của người giỏi. Và ông chủ thấy đối phương như vậy, trong lòng thầm mừng, nhưng vẫn giả vờ khó khăn. Như vậy có vẻ không tốt chút nào. Tại sao không tốt chút nào? Anh ấy đưa cho anh bao nhiêu tiền? Giá tôi đưa ra cho việc mua là giá bình thường. Vậy anh làm việc lại anh ấy, giá mua của tôi chắc chắn cao hơn nhiều so với Tần Phong. Anh nghĩ sao, có thể không? Nhưng không thể là như vậy. Chúng ta làm kinh doanh, không phải là nơi để nói về tình cảm. Hơn nữa, anh ấy không đặt cọc, chẳng có chút lòng thành nào cả. Tôi đề xuất giá mua cao hơn, và tôi đã thuê xe tải đến. Chỉ cần ông đồng ý, tôi có thể kéo đi ngay. Vân gia tường thực sự hối hả. Nếu Tần Phong nhận ra rằng ông ta đã cướp được lô hàng này trước, vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng. Hôm nay, bất kể phải trả giá gì, tôi cũng sẽ đem lô hàng này về. Kế hoạch của Tần Phong thực sự rất tốt. Tên này thật là ngu ngốc và giàu có, thật dễ dụ nhỉ. Vậy được, vì anh thể hiện sự chân thành như vậy, tôi sẽ bán lô hàng này cho anh. Đây là hóa đơn hàng hóa, tôi đã kiểm tra rồi. Ban đầu dự định chiều nay giao cho anh Tần, bây giờ giao cho anh luôn đi. Được, vậy tính tiền theo số này. Cậu nhanh chóng vận chuyển hàng, tôi và ông chủ sẽ kiểm tra hóa đơn. Và sau đó họ chia làm hai nhóm. Vân gia tường tính tiền, đàn em vận chuyển hàng. Lô hàng ban đầu trị giá 5.000 đồng, nhưng cuối cùng họ thu được 11.000 đồng. Lô hàng này quá đắt. Bây giờ toàn bộ tài sản của tôi chỉ còn lại 500 đồng. Chuyện như vậy, tôi không tin là không thể làm chết anh. Tần Phong, anh Tần, tôi đã xong việc ở đây. Tên kia rất làm việc chuyên nghiệp, không hề phát hiện ra lỗi. Bây giờ anh có thể đến tính tiền. Anh Tần, cuối cùng anh đã đến. Toàn bộ tiền của lô hàng vừa rồi ở đây. Tôi muốn nói với anh, tên đó như một tảng đá ngu. Thanh toán trực tiếp và đi luôn, chưa kiểm tra hàng hóa. Nói xong, ông chủ đưa một bọc tiền cho tôi. Lần này cảm ơn ông đã hợp tác. Thực ra là tôi nên cảm ơn anh. Nếu không tôi thật sự không biết phải làm gì với những hàng hóa lộn xộn đó. Anh đã giúp tôi rất nhiều. Mọi người cũng có lợi. Không cần nói lời cảm ơn. Chúng tôi đi trước nhé, có việc gì liên hệ sau. Được. Trần Bách, lần này cậu đã làm việc tốt đấy. Tên kia thật là ngu ngốc và giàu có, bị lừa mà không biết. Cho tôi 100 đồng làm tiền thưởng đi. Đây, giữ đi, cậu đã cung cấp thông tin cho anh ta. Tiền này cậu cầm. Vào lúc đó, có một tiếng nói quen thuộc vang lên từ cửa. Tôi nghe nói anh lại chi tiền vào tối qua. Mỗi lần đều không có phần của tôi. Tôi Đại Dũng không chấp nhận đâu. Tôi thấy Đại Dũng mặt rất kiêu ngạo. Sau lưng còn có một gã đàn ông mạnh mẽ. Anh Tần, tên Lý tới rồi làm sao đây? Chúng ta đều là hàng xóm. Sao lại làm việc làm ầm lên như vậy? Liên quan gì đến anh? Tôi nói ba anh em cậu thật là hài hước. Làm chó săn mà cũng nhanh thế à? Ngay cả anh cũng không nhận ra à? Nhanh đi sang một bên. Ở đây không có việc của các anh. Vào lúc đó, Lý Ca bước tới trước mặt tôi, rồi nhìn tôi một cách nghiêm túc. Mày là Tần Phong à? Mở cửa hàng ở đây mà không nói lời chào với tao à? Ừ, Lý Ca đúng không? Thật xin lỗi, trước đây thật sự không biết anh. Không biết luật lệ của anh. Được rồi, vào một ngày nào đó tôi mời anh nhậu nhé. Như vậy được chứ? Anh cũng phải biết điều, khi mở cửa hàng mà không nói lời chào với Lý Ca. Rồi Lý Ca đến tìm anh rồi đó, có lẽ anh sợ rồi, anh không coi Lý Ca ra gì. Lý Ca nhanh chóng yêu cầu nó trả tiền bồi thường, nếu không sẽ phá tan cửa hàng của nó. Đại Dũng, sao anh lại như vậy chứ? Vương Thủy Hoa, nếu cô biết điều, thì im lặng đi. Mọi người cuối cùng đều có phần sợ hãi. Một lúc nào đó không ai dám nói gì. Nghe nói ở đây kinh doanh khá tốt đấy. Mỗi tháng đóng 100 đồng coi như phí quản lý.
Lý ca, 100 đồng là ít quá, tôi nghe nói Vương Thúy Hoa bỏ ra 10 đồng, rồi thu về hơn 1.000 đồng từ việc bán một cái máy chiếu. Kinh doanh có lợi như vậy, 100 đồng thì không đủ. Lý ca nghe thấy giá này, ngay lập tức trầm mặc. Anh ta không ngờ là một nhóm thu mua phế liệu lại kiếm được nhiều tiền như vậy. Không ngờ cửa hàng của anh kiếm được nhiều tiền như vậy. Tôi nói 100 đồng, có chút khinh thường anh. Vậy thôi, chúng tôi tăng giá lên 500 đồng nhé. Nghe xong lời này, tôi bỗng nắm chặt nắm đấm. Tôi, Tần Phong, trong suốt thời gian kinh doanh này, chưa bao giờ bị ai xem thường như vậy. Nếu tôi không trả tiền, thì sao? Đừng cùng tôi với anh làm trận đánh, được không? Mày muốn đánh nhau à? Mày nhỏ con như này, liệu có đánh nổi tao không? Tôi nắm chặt nắm đấm, trong lúc chuẩn bị đối mặt với đối thủ, A Vĩ mang theo một cái máy quay bước vào. Anh Tần, máy trong phòng của chúng tôi lại hỏng thêm hai cái rồi. Làm phiền anh kiểm tra giúp tôi được không? Tôi có thể sửa, nhưng họ không cho phép đâu. Ai không cho phép? A Vĩ nhìn về phía Lý Ca và người kia, anh nghĩ mình là ai vậy? Anh nói gì vậy? Bảo chúng tôi nghĩ mình là ai? Tôi nói cho anh biết, đây là Thượng Thành, là địa bàn của anh Quân đấy. Anh Tần, chủ cửa hàng này là bạn của chúng tôi, nếu anh dám làm gì với anh ấy, thử xem. Ban đầu, Lý Ca còn hơi kiêu căng, nhưng khi nghe tên của anh Quân, một chút cũng đã thay đổi màu da. Có phải anh Quân mở phòng chiếu phim tại chợ đêm Thượng Thành không? Nói nhảm gì, còn mấy anh Quân nữa đâu. Khi nghe điều này, Lý Ca bỗng đổ mồ hôi và một cái tát ngay lập tức đập vào mặt Đại Dũng. Dám đụng vào bạn của anh Quân, tao thấy mày thật không muốn sống. Nhanh nói lời xin lỗi với anh Tần. Lý Ca, anh ta, đừng nói nhiều nữa. Nhanh lên xin lỗi. Sau khi bị tát hai cái, Đại Dũng cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Giang Xu Lý Ca gây sự với anh Quân ở chợ đêm Thượng Thành, anh ta quỳ sụp xuống đất với sự kính phục. Anh Tần, thưa anh, xin lỗi về sự không hiểu biết của tôi, xin hãy tha tôi. Nhanh đi, tránh xa tôi. Nếu tôi thấy anh xuất hiện trong quán của tôi một lần nữa, đừng trách tôi không khoan nhượng. Sẽ không, tôi thề sẽ không. Đại Dũng nói xong rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Còn Lý Ca thì đứng ngượng ngùng, không biết nên đi hay ở lại. Lý Ca, anh còn muốn tôi mời anh ăn tối chứ? Xin lỗi anh, hôm nay làm phiền anh rồi. Cảm ơn anh Vĩ nhiều. Không có gì, chỉ là tình cờ thôi. Nếu gặp lại những người như vậy trong tương lai, hãy nói tên anh Quân. Những tên lưu manh nhỏ sẽ không dám đụng đến anh. Hãy cảm ơn anh Quân giúp tôi. Cứ để đồ ở đây, tôi sẽ sửa chữa nhanh chóng và gửi lại cho anh, không để làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của anh Quân. Tốt lắm, tôi đi trước. Trần Bách, còn hai cái máy quay này cậu hãy chăm sóc, sửa chữa và gửi lại cho anh Quân. Nhớ là đừng nhận tiền. Được rồi, anh Tần. Trong khi đó, sau khi Vân Gia Tư mở ra các thiết bị đã mua lại, làm thế nào mà bên trong toàn là rỗng? Ông chủ, số lô thiết bị này có vấn đề, trong đó đều trống rỗng. Tất cả các linh kiện đã bị tháo ra, chỉ còn lại một cái vỏ trống. Vân Gia Tư nhìn thấy cảnh này, trực tiếp bị choáng ngợp, thậm chí còn không dám tin vào mắt mình. Làm sao có thể có hàng như vậy? Nhanh lên xem hàng khác đi. Đàn em cũng nhăn mày, liên tục tháo rời 4-5 sản phẩm điện gia dụng. Như dự đoán, đều trống rỗng. Đến đây, Vân Gia Tưởng cũng không thể ngồi yên. Ông ta ngay lập tức nhận ra mình có thể đã bị lừa. Mẹ nó, có lẽ là trạm phế liệu đó chứ sao? Ông chủ, chúng ta có thể đã bị lừa rồi. Những sản phẩm điện gia dụng tốt này, trong đó đều trống rỗng. Họ đã tháo ra tất cả các linh kiện quan trọng, chỉ còn lại một cái vỏ trống và một số sản phẩm không quá tốt. Các linh kiện bên trong vẫn còn, nhưng không đáng giá với giá chúng ta mua. Chắc chắn là đã bị lừa rồi. Có phải là do Tần Phong và hắn kết hợp không? Vân Gia Tường cũng không ngu, ông ta đột ngột nhớ lại những gì Trần Bách đã nói. Nhận ra, chắc chắn là thằng Tần Phong đã chặn đường tôi. Nó đã cho Trần Bách bán thông tin giả cho ta, sau đó chuyển ta sang gặp ông chủ của trạm phế liệu, thu thập một lô điện gia dụng có vấn đề. Hiện tại, ta đã đổ hết vốn lưu động vào đó, không còn một xu trong tay. Không được, ta phải đi tìm nó để làm rõ. Rất nhanh, Vân Gia Tường đến cửa hàng của Tần Phong, nhìn thấy cả cửa hàng đều là đồ điện, ông ta đứng ngơ ngác. Ông chủ Vân, sao lại đến đây vậy? Không phải lúc này ông đang gấp lắm sao? Hôm nay sao lại có thời gian đến chỗ tôi? Anh còn nhiều hàng đến vậy sao? Những cái này, đó là những cái nhỏ lẻ thôi. Trong nhà tôi còn một đống lớn nữa. Nghe lời tôi nói, Vân Gia Tưởng suýt nữa đã nôn ra máu. Lại nghĩ đến việc bị người khác lừa, trái tim ông ta càng thêm khó chịu. Anh có phải làm việc với ông chủ của trạm phế liệu để lừa tôi? Ông nói gì đó? Sao tôi không hiểu? Cái gì là làm việc với ông chủ của trạm phế liệu để lừa dối ông? Tôi mới đến đó, anh ta nói rằng món hàng sẵn sàng bán cho tôi đã bị ông mua với giá cao. Tôi nói với ông chủ Vân, ông đã quyết định chống lại tôi sao? Chúng ta làm ăn cũng không cần phải như vậy đâu. Vân Gia Tưởng hít một hơi sâu, nhìn tôi một cách bất lực. Được, anh giỏi, chơi chiêu này để lừa tôi. Hiện tại, tôi đã đổ hết vốn vào đó. Dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ không chịu thua. Anh đợi tôi, ông chủ Vân, đừng giận nhé. Nếu không, tôi sẽ giới thiệu cho ông một cô gái xinh đẹp để an ủi. Thực sự à, anh không lừa tôi chứ? Nếu ông cũng độc thân và thích chơi. Nhưng anh đừng nghĩ chuyện này đã kết thúc. Anh đợi xem, tôi sẽ không buông tha cho anh đâu. Ông chủ Vân nói xong rồi vội vã ra ngoài. Mọi người nhìn thấy ông ta tức giận như vậy, trong lòng vui vẻ không tả được. Ông chủ, chiêu này của anh quá đỉnh, để ông ta đối đầu với chúng ta như vậy. Bây giờ tôi muốn xem ông ta làm sao. Ông ta chắc chắn đã hết tiền rồi. Nếu không, ông ta không sẽ đến trước mặt chúng ta để nổi giận. Nhưng phải công nhận, tôi vẫn thích kiểu cứng đầu của
của ông ta trước đây. Tiền trong tay của Vân Gia Tường đã đổ hết vào lâu hàng phế liệu đó. Ông ta cần cấp tiền về. Tôi đoán ông ta chắc chắn sẽ tung chiến lược giá vào buổi tối. Buổi tối có thể sẽ có một trận chiến. Không, phải nói là một trận chiến khốc liệt. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta chỉ cần đối đầu với ông ta. Phải để ông ta biết giá phải trả khi cướp việc của chúng ta. Tôi nghe nói ông ta đã chi tiền không chỉ để thu mua, mà còn thuê nhiều người làm việc. Chi phí nhân công cũng không ít đâu. Bây giờ ông ta tiêu tiền không kiếm được tiền, chắc chắn không thể chịu được lâu. Ông ta đã đổ hết vốn vào lô hàng điện gia dụng đó. Đêm nay phải tung chiến lược giá. Chúng ta cũng phải tung, không để cho Vân Gia Tường có tiền vào. Phải cắt đứt chuỗi vốn của ông ta, để ông ta không dám chạm vào điện gia dụng cũ nữa. Quả là một chiến lược. Anh Tần, chúng ta làm như vậy có quá đáng không? Hoàn toàn không. Trước đó, ông ta đã cướp việc của chúng ta, không phải cũng đẩy chúng ta vào đường cùng sao? Bây giờ là lúc đáp trả, không thể nhân nhượng. Thời gian nhanh chóng trôi qua đến buổi tối, Vân Gia Tường đã giảm giá một cách đáng kể, thậm chí còn rẻ hơn giá ưu đãi của tôi 5 đồng. Mặc dù như vậy, tôi vẫn không có ý định tha thứ cho ông ta. Không chỉ tăng số lượng đồ điện gia dụng cũ, mà còn giảm giá lần nữa, đúng ở mức giá mà Vân Gia Tường mua. Quả thực, người này thật đáng khinh, giảm giá xuống mức giá mà tôi mua. Dù tôi giờ cũng giảm giống như anh ta, sẽ lỗ. Cả loạt đồ điện gia dụng này, tôi đã bỏ ra không ít tiền. Vân Gia Tường nhìn vào gian hàng sôi động của Tân Phong, lại nhìn vào gian hàng của mình không có ai, mặt mày trở nên rất xấu hổ. Ông chủ, làm thế nào đây? Chúng ta có nên giảm giá theo? Giá hiện tại của anh ta chính là giá mà chúng ta mua. Anh ta mua với giá rẻ, giá hiện tại vẫn còn lợi nhuận. Nếu chúng ta giảm giá xuống mức này, chúng ta sẽ lỗ, không thể bán lỗ được. Nhưng nếu tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ sớm sụp đổ, không bán được một món hàng nào cũng không được. Chúng ta không thể lỗ, không có một đồng vốn nữa. Tôi không còn cách nào khác, bây giờ chỉ có thể tạm thua trước Tần Phong. Anh Tần, tôi đầu hàng. Ông Vân, đừng nói đùa như vậy. Ông có thể giảm giá một lần nữa. Dù sao chúng ta cũng là bạn cũ rồi. Tôi hiểu, cách anh chơi, nếu tiếp tục như vậy sẽ không có lợi cho ai cả. Chúng tôi từ bỏ, đừng đầu giá nữa, hãy đặt lại giá cũ đi. Lời nói của ông quá đáng. Cuộc chiến giá là ông bắt đầu, bây giờ lại nói muốn kết thúc. Hay là ông muốn kiểm soát thị trường ở đây? Muốn đánh thì đánh, không muốn thì không đánh được sao? Nhìn tôi. Ông ta trông buồn bã, nhưng không có sức để phản đối. Vậy anh muốn gì? Đơn giản thôi, ông rời khỏi thị trường này. Anh muốn tôi rời đi không có cửa. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười. Vậy được, chúng ta đợi xem ai chịu đựng được ai. Nhưng tôi muốn nhắc nhở ông Vân một câu, đừng vì cố chấp mà kéo mình vào tình thế không thể giải quyết. Thời gian kéo dài, thiệt hại càng lớn. Tốt nhất tiền đầu tư vào đây ông nên giữ lại. Nếu không ông không chỉ mất tiền của mình, mà còn phải trả thêm tiền cho người khác. Vân Gia Tường đã sắp rời đi. Nghe tôi nói lại dùng mình, dường như tôi đã đoán đúng. Tên này thật sự có sếp phía sau. Nhưng bây giờ ông làm hỏng cả việc kinh doanh. Tôi sẽ xem ông sẽ làm gì. Tôi nói lão Vân, là ông đảm bảo với tôi rằng công việc này có thể kiếm được tiền. Tôi mới đổ hết vốn ra cho ông, nhưng ông lại không có bất kỳ thu nhập nào trong suốt thời gian này. Tôi còn nghe nói, ông mới vừa thu một loạt các thiết bị gia dụng không giá trị gì. Việc kinh doanh này luôn có thời kỳ tốt và xấu chứ. Và chúng ta mới chỉ mở cửa kinh doanh và chưa hồi vốn. Tôi muốn nói, tôi đầu tư chỉ với một lý do, là để kiếm tiền. Nếu ông không kiếm được tiền, mà lại làm mất tiền của tôi, ông biết hậu quả là gì chứ? Một lát sau, Vân Gia Tường lại nhận được 2-3 cuộc điện thoại, tất cả đều từ các cổ đông của ông. Hầu hết các cuộc gọi đều giống nhau. Nếu tiếp tục như thế này, tôi sẽ không thể tiếp tục nữa. Không thể đánh nhau với Tần Phong như thế này nữa. Tôi không thể chơi được nữa. Sáng hôm sau, Vân Gia Tường đến cửa hàng sửa chữa của tôi. Anh Tần, trước đó tôi đã làm nhiều việc không hay. Chúng ta có thể nói chuyện lại không? Nói gì? Tối qua anh nói tôi phải hoàn toàn rút lui. Tôi đã suy nghĩ, chúng ta tiếp tục đánh nhau, không ai có lợi, vậy tôi sẽ rút lui. Được, nhưng điều này ông không cần nói với tôi. Nếu ông muốn rút lui, đóng cửa là được. Nhưng tôi vẫn còn nhiều đồ điện cũ không giá trị, vì vậy nếu tôi rút lui, tôi nhất định sẽ bán chúng đi. Tôi tin rằng ở đây, ngoài anh ra, không có ai có thể nhận được những thứ này của tôi. Ý của ông là bán những thứ này cho tôi. Chính xác, sau khi bán xong tôi sẽ rút lui hoàn toàn. Cũng được, đề xuất một giá. Tôi cũng không muốn lợi dụng anh, bán theo giá mua của tôi. Ông chủ Vân, ông không thể như vậy được chứ? Giá mua của tôi không cao như vậy đâu. Anh cũng biết giá mua của tôi là bao nhiêu. Nếu bán theo giá của anh, thì tôi sẽ lỗ. Ông cũng biết giá mua của tôi, và hiện tôi còn hàng. Không cần hàng của ông. Ông tự ra giá cao, rồi chuyển chi phí cho tôi. Không hợp lý phải không? Nếu ông muốn bán hàng cho tôi, thì phải theo giá của tôi, một xu cũng không thêm nữa. Tất nhiên ông cũng có thể tìm người khác, xem có ai muốn mua hàng của ông không. Nếu ông cảm thấy lỗ, thì ông có thể sửa chữa xong, sau đó đấu giá với tôi. Nhưng cách đó ông sẽ lỗ nhiều hơn, và không thể thu hồi vốn trong thời gian ngắn. Vân Gia Tường trong lòng đầy bất mãn, nhưng sau khi đã suy nghĩ một hồi, ông ta chỉ có thể nhượng bộ. Vậy theo cách anh nói đi, bán theo giá mua của anh. Sớm sau tôi cùng với Trần Bách đến kho của Vân Gia Tường để kiểm tra hàng tồn. Sau khi kiểm tra, tôi mua tất cả các thiết bị gia dụng của ông ta với giá 15.000 đồng. Khi mang tiền đến, Vân Gia Tường, trái tim đang chảy máu. Tần Phong cũng quá độc ác, tôi mất 30.000 đồng để mua hàng này, anh ta chỉ trả 15.000. Ông chủ, cửa hàng này có thể bán hết số lượng thiết bị gia dụng này không? Chúng ta bán hàng tại chợ đêm mỗi ngày, số lượng khách hàng mục tiêu càng ngày càng ít đi. Thật sự, việc tiêu thụ hiện nay là một vấn đề. Vào lúc đó, một người đi vào cửa hàng. Tần Phong, hàng của anh có thể bán buôn không?
Xin chào ông chủ Tần, tôi nghe nói anh có nhiều thiết bị điện cũ. Tôi muốn hỏi xem các thiết bị này có thể bán gì không? Tất nhiên có thể. Anh cần bao nhiêu thiết bị điện? Trước hết, tôi cần 2 cái TV, được không? Muốn mua TV à? Được, ở đây chúng tôi bán 100 đồng một cái. Nhưng trước khi bán, tôi muốn hỏi mục đích của anh. Nếu anh chỉ mua cho gia đình, thì giá bán lẻ. Nhưng nếu anh mua xỉ để kinh doanh, tôi sẽ đưa giá xỉ. Chúng tôi chắc chắn là đang làm xỉ. Tôi không giấu anh, chúng tôi cũng muốn thử nghiệm ngành này, nhưng lại không chuyên về sửa chữa. Trong thị trấn của chúng tôi, có nhiều người muốn mua thiết bị điện, nhưng không đủ tiền mua mới. Thiết bị cũ này rẻ hơn nhiều so với mới, và chất lượng cũng không tệ. Nhưng cửa hàng này đòi hỏi vốn lớn, rủi ro nên tôi phải thử nghiệm xem có bán được không, rồi mới mua hàng số lượng lớn. Nếu anh có lòng muốn, thì tôi bán cho anh 75 một cái. Ông chủ Tần, có thể rẻ hơn được không? 75 giá này thực sự cao một chút. Thực sự là không thể rẻ hơn được nữa. Anh cũng biết giá TV mới là bao nhiêu rồi. Các anh đang bắt đầu kinh doanh lần đầu, dù đơn hàng của anh không nhiều, tôi cũng giảm giá rồi. Lần sau nếu anh đặt nhiều hơn, chúng ta có thể thảo luận về giá bán xỉ dài hạn. Vì ông chủ Tần nói vậy rồi, vậy thì theo giá đó nhé. Anh lấy cho tôi 2 cái chất lượng tốt được không? Không vấn đề gì, rất nhanh, tôi chọn 2 cái chất lượng tốt cho họ. Nếu 2 món này bán chạy, ông chủ Tần, tôi sẽ quay lại với ông. Anh Tần, họ không phải chỉ muốn mua đồ điện giá rẻ. Mới nói thế sao? Hai người này không giống như vậy đâu. Dù họ lừa tôi cũng chấp nhận. Tôi quan tâm hơn là, nếu họ có thể mở ra thị trường, thì số hàng này chúng ta không lo không có người mua. Họ vừa mới nhắc tôi, có lẽ sau này có thể trở thành đại lý. Trần Bách nghe tôi nói, có chút không hiểu. Có nghĩa là gì vậy? Là chúng ta cung cấp nguồn hàng cho các đại lý dưới quyền bán hàng. Đó được gọi là đại lý. Như vậy thì chúng ta chỉ cần nhập hàng và sửa chữa điện tử, không cần đi bày hàng ngoài nữa. Trong khi đó, Triều Hữu Tài và cộng sự vừa về, liền bán ra 2 chiếc TV, với giá cao là 140 đồng mỗi chiếc. Tôi thật không ngờ, giá đó vẫn có người mua. Anh Hữu Tài, chúng ta chỉ mới bán 2 chiếc TV nhưng đã kiếm được 130, quả thực là quá tốt. Tôi cũng không ngờ, kinh doanh thiết bị gia dụng cũ lại tốt như vậy. Nếu biết trước, chúng ta sẽ nhập thêm vài chiếc TV. Chúng ta nên đi ngay đến Kim Hải một chuyến nữa, đàm phán với kênh cung cấp của Tần Phong. Nếu thương vụ này được thực hiện, chúng ta sẽ thành công. Trong khi đó, tôi định cùng vợ quay về thăm ba mẹ vợ tôi. Liệu chúng ta có thực sự cần phải về không? Khi xưa Bạch Uyển Thanh đã quyết tâm kết hôn với tôi, dù phải đối mặt với sự ngăn cản của ba mẹ, cô ấy quyết định rời khỏi nhà và không bao giờ quay lại. Trong suốt những năm qua, cuộc sống không dễ dàng, cô ấy thậm chí không dám liên lạc với gia đình. Hãy đi, lúc trước em đã rất khó khăn khi kết hôn với anh, thậm chí không dám quay về nhà. Những năm qua anh đã làm em thất vọng. Ngày mai là sinh nhật của ba em, chúng ta hãy về và tổ chức sinh nhật cho ông. Ba em không có ý kiến gì với anh, chỉ là mẹ em, không sao đâu. Mẹ em có ý kiến với anh, cũng là vì anh không chăm chỉ trước đây. Bây giờ khi chúng ta kiếm được tiền, chắc chắn sẽ thay đổi ý kiến của mẹ. Vậy được, ba em thích uống rượu vang đỏ, chúng ta đi mua rượu vang cho ông ngay bây giờ. Có lẽ quá đắt, chúng ta nên mua những món quà khác thôi. Không thể đâu, đây là lần đầu tiên sau khi em kết hôn với anh không thể để vợ anh mất mặt. Bạch Huyền Thanh cũng không biết phản đối như thế nào, chỉ có thể theo tôi đến nhà sản xuất rượu vang. Rượu vang thập niên 80 thường giá hàng trăm đồng một chai, thậm chí cả trăm đồng một ly, người bình thường không thể mua được. Tôi chăm chú nhìn những chai rượu này và bất ngờ không thôi, bao nhiêu tiền một chai của Sato là phát 82 năm? 270 đồng một chai, hàng mới nhập. Tôi nghe nói rất ngon, nhưng tôi cũng chưa thử. Nếu anh muốn uống, tôi đề xuất chai này, bản thân năm 1975, đó cũng là loại rượu bán chạy nhất hiện nay. Trước khi Lafite 82 nổi tiếng, nhà máy rượu Lafite không nằm trong hàng đầu, sau đó mới trở nên nổi tiếng. Những thương hiệu lớn như Bạc Thất luôn là sự hiện diện cao quý. Tất nhiên, Bạc Thất cũng tốt, nhưng có lẽ thứ ngon nhất là những chai năm 1982. Ông chủ nhìn tôi với một ánh mắt ngạc nhiên. Anh biết một chút về rượu à? Biết chút ít, anh có thể thử chai Lafite này, chắc chắn không kém cạnh Bạc Thất. Trước kia tôi đã thử rất nhiều loại rượu vang hàng đầu, có một số kiến thức. Thấy tôi khen ngợi như vậy, ông chủ cũng hơi tò mò. Sau khi thử một ngụm, thật sự phát hiện ra chai rượu này đặc biệt. Hương vị của chai rượu này thật tuyệt vời, thậm chí có thể nói là hàng đầu. Chàng trai, không ngờ anh lại biết về rượu đấy. Ông chủ có một gợi ý cho anh, hãy chú ý đến tin tức từ phương Tây. Loại rượu này sẽ trở nên rất phổ biến trong tương lai. Giá hiện tại của anh quá thấp. Nghe lời tôi nói, ông chủ gật đầu suy tư. Dường như tôi phải tích trữ thêm chút Lafite 82 này. Đúng rồi, chàng trai, anh muốn mua rượu à? Anh muốn mua gì? Tôi tặng anh, đó là để kết giao. Vậy thì cảm ơn ông chủ, tôi sẽ lấy chai Bạc Thất này. Không vấn đề, mặc dù Lafite 82 có chất lượng tốt hơn, nhưng thương hiệu Bạc Thất thời đại này nổi tiếng hơn Lafite. Băng ra cũng có phần phô trương. Còn Bạch Uyển Thanh, khi ông chủ trực tiếp tặng tôi một chai rượu vài trăm đồng, thật sự ngạc nhiên. Tần Phong, giá của chai rượu là bao nhiêu? Nếu theo giá thị trường, chắc chắn sẽ lên đến 400-500 đồng. Có lẽ cái này đủ tốt rồi. Khi Bạch Uyển Thanh nghe giá này, cảm thấy bất ngờ. Điều này quá xa xỉ, với một người bình thường, một năm làm việc, chẳng phải mọi người đều không thể mua được loại rượu này sao? Nó không phải là món quà miễn phí từ họ sao? Chúng ta đi, chúng ta nhanh chóng đi đến sinh nhật của ba. Trong nhà hàng tiếp khách vào lúc này, chú Bạch, chú nghĩ rằng kẻ nghèo khó như Tần Phong còn có mặt ở đây không? Họ vẫn chưa ly hôn mà, làm sao anh có thể nói như vậy?
Lưu Dung đã theo đuổi Bạch Uyển Thanh từ khi còn học. Nhưng Bạch Uyển Thanh không có chút cảm xúc với anh ta. Cuối cùng cô ấy kết hôn với Tần Phong. Khi Lưu Dũng biết Bạch Uyển Thanh đã sống khó khăn những năm qua, lại có ý định, có gì không thể nói. Cái gì của Tần Phong có thể sánh được với Lưu Dũng? Theo tôi, khi họ đến, thì chúng ta sẽ thẳng thừng khuyên Bạch Uyển Thanh ly hôn và để đứa con lại với Tần Phong, làm cho Bạch Uyển Thanh của chúng ta nhanh chóng kết hôn với Lưu Dũng. Khi Lưu Dũng nghe điều này, cười không kín miệng, nghe theo cô. Vào lúc đó, tôi dẫn Bạch Uyển Thanh vào, và mẹ vợ thì mặt mày chán chường. Tần Phong, anh cũng biết đến đây à? Lần này anh phải trả tiền. Nếu anh không trả được, bây giờ có thể ra đi. Sau này không được vào cửa nhà của chúng tôi nữa. Ba mẹ mấy năm nay con đã nợ ba mẹ quá nhiều rồi. Bữa này con mời. Đã đến là tốt rồi. Nói những lời như thế làm gì? Tần Phong, Tiểu Thanh, mau ngồi xuống. Vào lúc đó, Lưu Dũng lôi ra một chai rượu vang đặt lên bàn. Chú ơi, cháu nghe nói hôm nay là sinh nhật chú, nên cháu đặc biệt đến để chúc mừng chú. Biết chú thích loại rượu này, đặc biệt mua chai rượu này. Loại rượu này gọi là Tô Yến Lắc 82, cũng chỉ khoảng hơn 500 đồng. Nghe giá này, mẹ vợ đã ngạc nhiên, sau đó nhìn Lưu Dũng với vẻ thích thú. Cô ta có chút ham tiền. Giờ Lưu Dũng mang ra chai rượu này, lại khiến cô ta cảm thấy ấm áp hơn. Lưu Dũng à, anh quá lịch sự, thật là ngại quá. Người này trước đây luôn theo đuổi Bạch Uyển Thanh. Giờ lại ở đây, chắc chắn không phải vì ý tốt khi tặng quà ba vợ. Ba ơi, đây là chai rượu con mua cho ba, thú vị nhỉ, cũng là rượu vang Lạp Phát. Lưu Dũng tràn ngập sự khinh bỉ, loại rượu vang không tên này, chưa từng nghe đến. Anh biết về Tô Yến Lắc không mà lại không biết về Lạp Phát. Dù sao, Lạp Phát cũng không phải là một loại rượu vang không tên. Tôi nghiêm túc nghĩ rằng chai của anh có thể là hàng giả. Anh biết cái gì? Rượu hơn 500 đồng anh nói là giả. Thế anh nói, chai rượu của anh đáng bao nhiêu tiền? Chắc khoảng hơn 100 đồng. Chỉ hơn 100 đồng cũng gọi là rượu vang à? Tôi nghĩ anh mới là người mang hàng giả. Chú xem lần đầu tiên chú tổ chức sinh nhật, anh ta lại mua rượu giả cho chú. Có lẽ không đúng, con rể như vậy có làm gì? Uyển Thanh, vì con đã quay lại rồi, tôi sẽ để con làm chủ. Ngày mai con hãy ly hôn với anh ta, con cái ở với anh ta, chỉ cần con quay lại là được. Cô nói bậy cái gì vậy? Với vẻ bần cùng của hắn, con cái ta sau này phải chịu bao nhiêu khổ? Không mua được cả chai rượu mà mẹ thích uống, con người như vậy còn để làm gì? Ông chủ Tần, chúng tôi lại tới rồi. Hai chiếc TV mới đặt lên đã bị mọi người tranh nhau mua sạch. Vậy nên, chúng tôi muốn mua điện gia dụng đã qua sử dụng từ anh, để mở cửa hàng và muốn thảo luận với anh xem có thể cung cấp độc quyền cho chúng tôi tại huyện Thiên Thủy không? Khi nghe câu nói này, tôi nhíu mày một chút. Đúng rồi, so với Kim Hải thì trong huyện Thiên Thủy còn có nhu cầu lớn hơn. Và vì cung cấp hàng hóa khan hiếm nên giá có thể bán cao hơn. Muốn bán hàng trong thời gian ngắn, chỉ có thể hợp tác. Có thể, nhưng tôi chỉ chịu trách nhiệm cung cấp hàng hóa. Phần lợi nhuận và thiệt hại là của anh phải tự trả. Và tôi không bán hàng trả gốc. Anh đã thấy rồi, tôi cũng phải trả tiền để nhận hàng và chi phí sửa chữa công việc khác, thậm chí phải mua linh kiện, nên tôi cần tiền mặt khi nhận hàng. Chúng tôi hiểu. Anh yên tâm, chắc chắn là tiền mặt khi nhận hàng. Vậy anh đã chuẩn bị mua bao nhiêu hàng lần này? Tôi hiện có hơn 10.000 đồng, dự định sử dụng toàn bộ để mua đồ điện gia dụng. Được, tôi vừa mới nhận lại 20-30.000 đồng hàng điện gia dụng, đang băn khoăn làm thế nào để bán chúng đi, nhưng cái đã sửa xong đủ cho lần nhập hàng này của anh. Vậy được, không sao cả, tôi sẽ lấy hết. Rất nhanh chóng, hai người đã di rời được nửa kho hàng ra khỏi kho. Ông chủ Tần, tôi lấy những thứ đó, hãy tính tiền. Giá trị của lô hàng này tổng cộng là 13.876 đồng, anh đưa 13.700 là được. Triệu Hữu Tài nhanh chóng lấy tiền và đưa vào tay tôi, sau đó vội vàng rời khỏi. Vào lúc đó, tôi mới nhận ra anh vợ Dương Hiền đứng ở cửa, nhìn thấy tôi vừa mới nhận được hơn 10.000 đồng, anh ấy hoàn toàn bị sốc. Tần Phong, em làm kinh doanh đồ điện gia dụng cũ có lãi không? Tạm tạm, tốt hơn là ở nhà máy một chút. Anh vừa bị đuổi việc khỏi nhà máy, bây giờ cũng không có việc gì. Vậy anh Hiền có kế hoạch gì không? Nói thật với em, anh không có bất kỳ kế hoạch gì nên mới tới tìm em. Ba anh nói là cho em kiếm tiền được. Ba anh vừa nói chuyện với em, ở đây cũng đang cần người. Anh thử làm vài ngày ở đây xem, nếu anh quan tâm đến công việc này, thì sau này hãy làm theo em nhé. Quay lại vài giờ trước, con sẽ không ly hôn với Tần Phong. Nếu mẹ ép con ly hôn, thì sau này đừng có gặp nhau nữa. Lần này coi như là lần cuối cùng con chúc mừng sinh nhật cho ba. Cô ở cùng kẻ vô dụng này, khi nào mới có ngày tốt lành? Nhìn xem Lưu Dũng có tài năng như thế nào. Anh ấy là trưởng nhóm của nhà máy cơ khí, lương cao lắm đấy, mua ngẫu nhiên cũng là 500 đồng một chai rượu đỏ. Cô nói đúng đấy, chai này của cháu đặt trên bàn hơn 500 đồng. Khi nào cậu Tần Phong mới có tiền để mua được chai này? Có 500 đồng một chai rượu đó. Nếu có, tôi cũng muốn mua vài thùng. Không, một vài chục thùng. Lúc trước thấy Lưu Dũng vẫn cảm thấy khinh thường, nhưng ngay khi nghe điều này, anh ta trở nên hơi nóng tính. Rượu vang có giả đâu? Anh đã thấy một chai rượu đắt đỏ nào giả chưa? Đừng nói nhảm ở đây. Anh nói đúng rồi, tôi thực sự biết một chút về rượu. Bây giờ giá của Tô Yến Lắc 82 là từ 800 lên trên. Tôi nghĩ anh đã mua rượu giả ở một nhà máy rượu nhỏ nào đó. Ba của Uyển Thanh đã nhận ra điều này khi nghe. Đúng, Tô Yến Lắc 82 không có giá dưới 500 đồng. Anh có mua một chai rượu giả để lừa dối tôi không? Lưu Dũng lúc này đỏ mặt. Rõ ràng là tôi nói đúng. Tôi đã mở gói quà tặng của mình và đặt lên bàn. Chai rượu này mới là hàng thật. Đúng rồi. Nếu tôi đoán đúng, giá của chai rượu này phải là 1.080 đồng. Nghe điều này, mọi người trong phòng đều ngỡ ngàng.
Cái gì? Chai rượu này bán hơn 1.000 đồng. Làm sao có thể Tần Phong mua được? Chai rượu đắt như vậy, tại sao không mua được? Tần Phong gần đây đã kiếm được nhiều tiền từ việc bán đồ điện tử. Lưu Dũng lúc này đỏ mặt tía tai. Anh ta nghĩ rằng Tần Phong không có tài năng. Anh ta đã mua một chai rượu giả để làm khó. Nhưng không ngờ rằng chai rượu giả không chỉ bị phát hiện ra, Tần Phong còn mang ra một chai rượu đắt tiền hơn. Thật xin lỗi, tôi chắc chắn là đã bị người bán rượu lừa. Vậy thì, chú hãy ăn trước đi, cháu còn phải đi tìm người bán rượu để đòi tiền. Lưu Dũng nói xong rồi lùi ra ngoài một cách ngượng ngùng. Bách Trấn Sơn im lặng một lúc, rồi nhìn tôi một cách nghiêm túc. Chai rượu đó giá hơn 1.000 đồng. Bây giờ anh đang làm công việc gì? Làm sao anh có thể mua được chai rượu như vậy? Con thu mua đồ điện tử cũ và con mở một cửa hàng sửa chữa nhỏ. Đúng rồi, chai rượu này là quà tặng của người khác cho con. Mẹ vợ Hiểu Mai sau khi nghe xong cười lạnh một tiếng. Hóa ra anh chỉ là người thu gom phế liệu. Tôi còn tưởng anh bây giờ là ông chủ lớn. Việc thu gom phế liệu cuối cùng cũng không phải con đường đúng đắn và nói ra cũng không hay. Vậy thì anh hãy đến làm việc tại nhà máy nhà nước của chúng tôi. Tôi sẽ sắp xếp anh làm việc. Không cần đâu, con thu mua đồ điện tử vẫn rất có lời. Lương ở nhà máy làm việc thế nào? Thu gom phế liệu chỉ kiếm được một ít tiền khó khăn và không ổn định. Không thể vì bây giờ anh kiếm được một ít tiền mà từ bỏ một công việc lương cao và ổn định. Nhà máy nhà nước mà ba đang làm báo nhỉ? Phải không? Đúng vậy, tôi nhẹ nhàng mỉm cười. Dựa trên ký ức của kiếp trước, sau khi hủy bỏ phiếu vải, doanh số bán của quần áo vải Palisito giảm mạnh. Không lâu nữa chúng sẽ hoàn toàn rời khỏi sân khấu lịch sử. Ba ơi, nghe lời con một câu, nên sớm tìm cách chuyển việc đi. Nhà máy đó không thể tồn tại được lâu. Hiện tại, các loại phiếu đã bị hủy bỏ, vải cũng không đáp ứng được nhu cầu. Kinh doanh vải Palisito trong tương lai sẽ càng khó khăn hơn. Vải không đáp ứng đủ nhu cầu không phải chuyện tốt sao? Quần áo của chúng tôi không dễ bán hơn sao? Loại vải Palisito ngoại trừ giá rẻ, không có gì khác biệt, sẽ sớm bị thay thế. Việc hủy bỏ cũng đồng nghĩa với các sản phẩm gia công của quốc gia chúng ta đã có sẵn cho người dân sử dụng trong nước. Vì vậy, quần áo vải Balenciaga mới bắt đầu đi xuống. Nghe những lời này, Tần Hiểu Mai không khỏi khinh thường. Thật là đùa cợt, người thu gom rác cũng dám chỉ dạy phát triển quốc gia. Nếu con đoán không sai, sản lượng nhà máy chắc chắn đã giảm từ lâu rồi phải không? Chắc chắn sẽ không mất nhiều thời gian nữa để nó đóng cửa. Biểu cảm của Bạch Trần Sơn trở nên nghiêm túc. Cuộc sống của họ đều phụ thuộc vào nhà máy may quốc doanh đó. Nếu nhà máy đóng cửa, cả gia đình đều sẽ gặp vấn đề trong việc kiếm sống. Tần Phong nói đúng đấy, sản lượng sản xuất trong nhà máy thực sự đã giảm và họ đã cắt giảm nhân sự theo quy mô lớn. Thậm chí cả anh vợ của anh cũng bị sa thải. Nhưng tiền anh kiếm từ việc thu gom phế liệu có đủ để tiêu không? Gần đây con cũng kiếm được vài chục nghìn từ việc thu mua thiết bị điện gia dụng và sau này con sẽ mở rộng dịch vụ dần dần. Nghe những lời này, Bạch Trần Sơn lại bất ngờ. Con Tần Hiểu Mai bên cạnh thì mặt trở nên xanh xao. Thu gom rác có thể kiếm nhiều tiền như vậy sao? Ba mẹ vợ nhìn vào tôi dường như có một chút thay đổi trong ánh nhìn, thậm chí còn có chút ngưỡng mộ tôi. Không ngờ anh bây giờ lại có tài năng như vậy. Thật tốt, hãy để anh vợ của anh theo anh làm việc. Tôi nói, vợ ơi, sau này đừng để thằng Lưu Dũng đó lại tới nữa. Tần Phong mạnh hơn anh ta nhiều. Mẹ vợ tôi thường xuyên coi thường tôi, lúc này cũng nhìn tôi với ánh mắt mềm mại hơn. Không ngờ là Tần Phong đã thực sự sửa đổi bản thân. Dường như sau này chúng ta sẽ được hưởng lây. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi lái xe ba bánh, đưa theo Dương Hiển và một xe đầy đủ thiết bị điện gia dụng đi đến thị trấn gần nhất. Sau khi đến một chợ rau, tôi đã dỡ thiết bị điện xuống, bán các thiết bị điện đã qua sử dụng, bán thiết bị điện cũ rẻ, bảo hành một năm, không cần phiếu. Ngay sau đó một đám khách hàng đã kéo đến. Giống như tôi đã nghĩ, ở đây cần thiết bị điện cũ rất nhiều, một xe đầy đủ chỉ trong một giờ, hàng đã bán hết. Chính lúc này, một người phụ nữ dẫn đến một nhóm công an vào trong. Các đồng chí, chính họ đang bán thiết bị điện ở đây. Anh nghĩ đây có phải là lợi dụng thị trường không? Nhanh chóng bắt họ lại. Các đồng chí công an, chính họ lợi dụng thị trường, bán thiết bị điện cũ không cần phiếu. Nhanh chóng bắt họ lại. Tại sao lại gọi là lợi dụng thị trường? Tôi chỉ là kinh doanh nhỏ thôi. Các hàng hóa hiện nay đều được bán tại cơ sở cung ứng. Bán những thứ này mà không được phép, đúng là lợi dụng thị trường. Xin lỗi, anh hãy theo tôi một chút. Hãy hợp tác với cục điều tra. Việc tôi lo lắng nhất đã xảy ra. Các loại phiếu đã bắt đầu bị hủy, nhưng các thành phố hẻo lánh này chưa thực hiện chính sách mới. Vấn đề này hiện tại đang gây ra rắc rối. Các đồng chí công an, tôi có thể đi với anh, nhưng có thể tôi gọi điện trước được không? Được, anh hãy gọi đi. Tôi rút ra điện thoại di động và gọi cho Bạch Huyền Thanh. Khi Dương Hiền nhìn thấy một đám công an, anh ta trở nên lo lắng. Em mà chúng ta nên làm gì đây? Không sao, chúng ta đang kinh doanh hợp pháp mà, không có sáu phạm gì cả. Nói thật là được rồi. Họ nói chúng ta lợi dụng thị trường. Nếu chúng ta bị kết án, thì sao? Hai người đừng đứng ở đây. Nhanh chóng đi theo tôi, lúc sau họ đã bị đưa đến đồn công an. Ở phía khác, Bạch Huyền Thanh chạy vội vã đến cửa hàng sửa chữa. Không tốt rồi, Tần Phong và anh tôi đã bị công an ở huyện Thủy Ninh bắt giữ. Họ bị nói là lợi dụng thị trường, thu dọn thiết bị điện. Nghe tin này, mặt ai cũng trắng bệch. Ông chủ bị bắt rồi. Sau này chúng ta phải làm sao? Tại sao lại gọi là lợi dụng thị trường? Chúng ta bán hàng ở đây, chưa bao giờ gặp rắc rối. Mọi người đừng quá lo lắng, Tần Phong vừa gọi cho tôi. Anh ấy nói chúng ta đi tìm trưởng công an. Chắc chắn anh ấy có cách giải quyết. Thúy Hoa, Kiến Quân, hai người đi tìm trưởng công an. Chúng tôi ở đây suy nghĩ cách khác. Được, bây giờ chúng tôi đi ngay. Trần Bách nhìn Bạch Huyền Thanh, mặt trắng bệch, hơi lo lắng. Chị, có sao không? Tôi không sao, chỉ có chút lo lắng cho Tần Phong. Chị không cần lo lắng, tôi tin rằng anh Tần Phong sẽ không sao đâu. Chúng ta hãy đợi tin tức từ Thúy Hoa và Kiến Quân trước.
Ở phía khác, khi trưởng công an nghe được hai người nói, anh ta tức giận. Thế này là sao? Ở trên đã gửi xuống văn bản rồi, làm sao lại có tội danh lợi dụng thị trường? Họ hiện đang ở huyện Phú Ninh phải không? Chính xác, họ đã bị bắt giữ rồi. Trưởng công an trông nghiêm trọng, trước đây anh ấy đã giúp chúng ta bắt trộm, đã làm việc tốt, không thể để anh ấy vào tù một cách không minh bạch như thế. Ngay lập tức đi huyện Cửu Ninh. Rất nhanh, trưởng công an cùng hai công an lập tức đi huyện Cửu Ninh. Ồ, là anh Châu Hải, trưởng công an à, các anh có việc gì đến chỗ tôi không? Văn bản từ trên tôi tin anh cũng biết. Hiện nay, quốc gia đang hỗ trợ mạnh mẽ phát triển kinh tế tư nhân. Dù là kinh doanh hay làm gì, chúng ta đều được quốc gia hỗ trợ mạnh mẽ. Hiện tại không có tội danh gì về lợi dụng thị trường cả. Việc bắt giữ Tần Phong hiện giờ có ý nghĩa gì? Người đàn ông trên mặt đầy sự lo lắng. Chuyện này không dễ giải quyết đâu. Có gì khó giải quyết đâu. Nếu anh không thả người, tôi sẽ báo cáo ngay lên trên. Mở cửa cải cách đòi hỏi là sự mở cửa và thái độ cải cách. Nếu vẫn tiếp tục theo đuổi con đường cũ, thì làm sao cải cách? Con đường này do chúng ta đề xuất, chúng ta không thể để những người đi theo con đường đó buồn lòng. Nếu không, ai dám kinh doanh trong tương lai? Thực sự không phải là chúng tôi bắt người một cách tùy tiện, mà là nhân viên của cửa hàng tài trợ đến đồn công an làm ồn ào, nói rằng có người đang kinh doanh ở đây làm phiền họ. Anh cứ nghĩ xem, làm phiền cửa hàng tài trợ kinh doanh, điều này thực sự là một vấn đề lớn. Tôi không có cách nào, nên chỉ có thể gửi người đi xem. Anh ở nhóm đó chỉ muốn bắt người mới chịu từ bỏ, thế mới không còn cách nào, mới đưa họ về đây chứ. Sau khi nghe điều này, trưởng đồn cũng nhanh chóng hiểu ra, máy điện tử cũ so với giá rẻ của cửa hàng tài trợ, điều này là cạnh tranh. Không ngạc nhiên họ đến báo cáo. Văn bản của quốc gia nói gì đây? Phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy giao dịch hợp pháp và tương tác. Những thiết bị điện cũ, anh ta chỉ thu nhận và sửa lại rồi bán lại, không xâm phạm bất kỳ luật pháp nào. Anh có biết cửa hàng tài trợ đang âm mưu gì không? Tôi chỉ muốn hỏi anh, hôm nay bắt người bán đồ điện cũ, ngày mai có phải bắt cả người bán rau không? Nếu tiếp tục như thế này, ai còn dám làm kinh doanh? Chúng ta có cần phát triển không? Người đàn ông trông vô vọng, đến bây giờ chỉ có thể nhượng bộ. Tôi sẽ thả người ra ngay bây giờ. Rất nhanh chóng, Tần Phong và Dương Hiền được thả ra. Quả thật làm phiền các đồng chí. Anh thật sự là người dũng cảm. Không ngờ anh đã chạy đến huyện Cửu Ninh. Kinh doanh, không còn cách nào, tôi định bán hàng đến nơi cần. Kết quả là gặp phải rắc rối này. Vì vậy tôi nghĩ ngay đến anh đầu tiên. Anh làm việc này, chắc chắn hiểu sâu hơn chúng tôi. Được rồi, nếu không có việc gì, tôi sẽ đi trước. Vâng, trưởng đồn, đi cẩn thận nhé. Rất nhanh chóng, hai người đã quay lại cửa hàng sửa chữa. Tuyệt vời, Tần Phong, anh không sao, thật sự tốt quá. Không có gì cả. Chúng ta đang làm kinh doanh chính đáng, họ không có lý do để giữ anh lại. Vào lúc này, một người đàn ông bước vào, nhìn thấy nối đồ điện cũ, mắt anh sáng lên. Anh cần máy điện cũ phải không? Người đàn ông cười khẽ một tiếng, rồi nhìn lạnh lùng. Ông chủ à, anh có biết là tích trữ nhiều máy điện như vậy là sẽ vào tù không? Tại sao vậy? Tôi không xáo phạm pháp luật, đây là hoạt động lợi dụng cơ hội, và anh còn vận chuyển từ xa. Biết bị bắt sẽ ra sao không? Tôi thật là không ngờ, vừa bị bắt vì lợi dụng cơ hội, giờ lại tiếp tục. Nếu anh muốn làm phiền tôi, thì tôi sẽ chơi với anh. Tôi giả vờ sợ hãi. Nếu bị bắt sẽ ra sao nhỉ? Sẽ bị xử bắn. Anh hiểu chứ? Thật là nghiêm trọng. Người đàn ông cười nhạt. Chẳng lẽ tôi có thể lừa anh sao? Anh biết rõ về số lượng hàng tại đây. Nếu bị người khác phát hiện thì khổ lắm. Anh ta thấy tôi có chút sợ hãi, lại trở nên kiêu căng. Thằng này dễ bị lừa quá phải không? Chỉ vài câu nói đã bị dễ dàng kiểm soát. Nếu anh không muốn chết, thì bán những thứ này cho tôi. Tôi có thể giúp anh nhanh chóng tiêu thụ hết hàng này. Và gần đây, chính phủ cũng sắp kiểm tra thị trường. Nếu hàng của anh bị phát hiện ở đây thì phiền phức làm đấy. Tôi cười trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ nghiêm túc. Vậy à, cảm ơn anh đã nhắc nhở đấy. Nếu anh muốn, tôi có thể bán cho anh xem giá này của chúng tôi. Khi nói, tôi đã lấy ra bảng giá. Người đàn ông nhìn vào giá và nhăn mày. Anh không biết điều à? Tôi lòng tốt giúp anh bán hàng, anh vẫn muốn giá này à? Chàng trai, anh biết tôi đang gánh chịu rủi ro lớn như thế nào không? Rủi ro gì chứ? Người đàn ông thấy tôi vẫn còn ngây thơ, liền tức giận. Nếu bị bắt, tôi thật là thảm hại. Tôi đang giúp anh, hiểu chứ? Vậy à, hiểu rồi. Ừ, anh giảm giá xuống 2/3 ngay bây giờ. Tôi sẽ giúp anh tiêu thụ toàn bộ hàng này. Như vậy thì tôi sẽ không có lợi nhuận, tôi không làm kinh doanh lỗ. Nếu anh còn nói về lợi nhuận, ngay cả anh cũng phải di rời. Anh đừng vô lễ nhé, tôi đang giúp anh. Nhưng không được, tôi không làm kinh doanh lỗ. Và tôi có nhiều hàng như vậy, chỉ cần họ không biết là được. Họ biết hay không, không phải là chuyện của tôi. Anh có thể trốn được không? Ý của anh là muốn tố cáo tôi à? Nếu anh không bán hàng cho tôi giá rẻ bây giờ, tôi sẽ tố cáo anh, làm cho anh không thể kinh doanh được và phải vào tù. Vào lúc này, trưởng phòng công an đi vào. Anh có việc gặp anh Tần, tôi đến nói với anh về vấn đề phụ cấp. Trưởng phòng đến đúng lúc, người đồng nghiệp này đang nói tôi lợi dụng thị trường. Anh mau đến đây, đây là trưởng phòng công an địa phương. Anh hãy đến và tố cáo đi. Người đàn ông khi thấy tình hình như vậy, lập tức bối rối đứng đó không biết làm gì. Còn trưởng phòng công an cũng bối rối khi nghe điều này, bước nhanh đến gần người đàn ông. Đừng có chuyện gì lớn, anh có muốn tố cáo gì không? Không, tôi không có gì muốn tố cáo cả, chỉ là đùa cợt với ông chủ Tần. Trưởng phòng, anh ta tố cáo tôi lợi dụng thị trường. Nghe thấy điều này, người đàn ông bối rối ngay lập tức. Không phải, không phải, tôi không có ý đó, chỉ là đùa thôi. Người đàn ông mới hiểu, tôi vừa mới cùng anh ta diễn kịch, bỗng nhiên hối hận tận ruột. Tôi làm sao thế này, làm sao có thể bị dễ dàng lừa như vậy khi kinh doanh? Thế ra là đùa à? Đúng đúng, tôi chỉ đùa thôi.
Đúng rồi trưởng phòng, anh muốn nói gì với tôi? Có thông báo từ trên xuống, yêu cầu tăng cường động viên nhân dân, phát triển kinh tế mạnh mẽ. Gần đây việc thu mua đồ điện gia dụng của anh được biết đến rộng rãi, nên tôi nghĩ để anh làm trưởng nhóm, dẫn dắt mọi người, sẽ có phần thưởng phụ cấp cho anh. Vậy thì cảm ơn sự đánh giá của trưởng phòng. Vậy thì tôi đi làm việc trước. Vâng, không vấn đề gì. Trưởng phòng nói xong liền ra đi vội vàng. Người đàn ông vội lau mồ hôi trên đầu. Ông chủ Tần, tôi chỉ đùa thôi mà. Anh đùa quá rồi đấy. Sắp vào tù rồi đấy. Đúng đúng, tôi đã đùa quá rồi. Thực ra tôi muốn hợp tác với anh. Tôi thấy doanh nghiệp bán hàng rất tốt, nên tôi cũng muốn nhập một lô hàng để bán.